xét coi những việc gì có ích lợi chung trong đạo mà không trái với luật nước, không náo động nhân tâm, cả ban trị sự đồng ý, thì tùy tiện bổ cứu thi hành. Là một tôn giáo do một người Việt Nam khởi xướng nhằm chấn hưng đạo Phật, người đã quy nguyên chân truyền Phật Pháp, điểm thêm tinh hoa Khổng Lão và tư tưởng riêng của người, đồng thời canh tân phương thức hành đạo, hình thành một nền đạo Phật đặc thù tại Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ 20. Đó là Phật giáo Hòa Hảo, do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, tức ngày 4 tháng 7 năm 1939. Đến nay, Phật giáo Hòa Hảo vừa tròn 70 năm tuổi. Theo dòng lịch sử cận đại, những năm 40 của thế kỷ 20, lịch sử dân tộc Việt Nam và thế giới có nhiều biến động lớn. Chiến tranh thế giới lần hai lan rộng, nhân dân ta phải chịu cảnh một cổ hai trọng. Nhật, Pháp thay nhau khủng bố các phong trào yêu nước, đời sống nhân dân lâm vào cảnh lầm than khổ ải, tâm trạng bế tắc. Nhu cầu về niềm tin và tâm linh là vấn đề cấp bách. Phật giáo Hòa Hảo ra đời vào thời điểm đói cơm khát đạo ấy, cộng với giáo lý phổ thông được thể hiện bằng văn vần dễ nhớ, dễ hiểu, nên nhanh chóng được hàng triệu tín đồ tiếp nhận và truyền thụ. Tuy lúc đầu đối tượng được hướng đến là đa số nông dân vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, nhưng với sức hút của Đức Huỳnh Giáo Chủ cộng với nền giáo thuyết phù hợp phong hóa dân tộc, nên nhiều thành phần xã hội từ các miền Bắc, Trung, Nam cũng tìm đến với Phật giáo Hòa Hảo. Từ thập niên 50 đến cuối thế kỷ 20, và nhất là những năm đầu thế kỷ 21, hàng loạt giới trí thức và tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu, nghiên cứu nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Được xây dựng trên nền tảng tư tưởng hiếu hòa của người Việt Nam, đức tin Hòa Hảo là một trong những đức tin giàu tính chủ động nhất, giàu cá tính nhất, ít lệ thuộc vào ngoại cảnh, do đó cũng tự do nhất. Những đặc tính ấy, phần nào nó gắn với không gian tự nhiên, cũng như không gian văn hóa rộng mở hơn của người nông dân Nam Bộ, phóng khoáng, chân chất, cần lao. Đức tin Hòa Hảo có sự ưu việt nhờ vào chỗ nó đã nâng lòng tự trọng của mỗi người nông dân vào bản ngã của chính họ, giúp họ tự tin vươn lên làm chủ vận mệnh của chính mình trong đời sống xã hội, cũng như trong đời sống tâm linh. Bảy mươi năm vượt lên nhiều thăng trầm biến cố, tuy tình thế có lúc đổi thay nhưng nền đạo vẫn phát triển rực rỡ. Ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo đã lan rộng nhiều nơi trong nước và quốc tế. Người tín đồ Hòa Hảo bất cứ trong hoàn cảnh nào vẫn luôn giữ vững được giáo lý chân truyền của Đức Tôn Sư, giữ vững được cái mẫu mực của đạo đức, lo làm ăn và tu hiền chân chất, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội và tôn giáo. Sau ngày hòa bình độc lập, đất nước thống nhất, giang sơn liền một cõi. Giữa bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, nhưng toàn bộ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã từng bước vượt qua khó khăn, chung tay xây dựng đất nước đi lên cùng cộng đồng, dân tộc. Tháng 6 năm 1999, Đại hội Phật giáo Hòa Hảo lần thứ nhất đã thành lập ban đại diện toàn đạo và ban đại diện xã, phường, đáp ứng nguyện vọng tu học của toàn thể tín đồ. Tháng 6 năm 2004, Đại hội Phật giáo Hòa Hảo lần thứ nhì đã thông qua hiến chương và bầu ra ban trị sự trung ương. 314 ban trị sự xã, phường đã được suy cử, hình thành nên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo từ cấp trung ương đến địa phương. Kể từ mốc son lịch sử đó, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo hoạt động có pháp nhân và được luật pháp bảo vệ quyền tín ngưỡng bình đẳng như nhiều tôn giáo bạn đang hành đạo tại Việt Nam. Và qua 9 năm mở đầu của thiên niên kỷ mới, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được hòa nhập vào khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện phẩm tính đạo pháp vốn có, góp phần khiêm tốn nhưng đầy thiện ý, thiện chí trong tiến trình canh tân đất nước, xây dựng một nền đạo vì đạo pháp, vì dân tộc. Ngoài phạm vi chấn hưng đạo pháp,
Vai trò góp phần chấn hưng xã hội là một thành quả nổi bật trong hoạt động đạo sự của Phật giáo Hòa Hảo. Trọng tâm công tác của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đặt trên hai phương diện truyền giáo và hành thiện. Công việc phổ truyền giáo lý được xem như một món ăn tinh thần để bồi dưỡng và phát huy đạo đức nhằm cải tạo con người. Công tác xã hội nhằm nâng cao mức sống của chúng sinh trong một xã hội tiến bộ. Phổ truyền giáo lý là đạo sự trọng tâm, được chuyển tải bằng nhiều hình thức phong phú và không ngừng đa dạng theo đà tiến bộ chung của toàn xã hội, như tổ chức thuyết giảng, diễn ngâm thi văn, sấm giảng, nghiên cứu, thảo luận những đề tài trong giáo lý ở các chùa Phật giáo Hòa Hảo hoặc nơi đặt văn phòng ban trị sự, phát hành băng đĩa, bài ca, ấn tống sấm giảng, thi văn, chân dung Đức Quỳnh giáo chủ, phụng tạo Trần già. Trong nhiệm kỳ 2, từ năm 2004 đến năm 2009, đã mở 2 lớp đào tạo giáo lý viên, có gần 300 học viên được cấp bằng tốt nghiệp hoặc đang theo học. Tập huấn hoạt động phổ truyền giáo lý, hướng dẫn thống nhất việc tổ chức quan hôn tang tế cho hơn 600 trợ lý đạo sự tỉnh, trưởng ban trị sự cơ sở và trị sự viên phổ truyền giáo lý. Tiểu ban nghiên cứu giáo lý đã hoàn thành các đề tài nghiên cứu chuyên sâu phục vụ đạo sự phổ truyền, tài liệu học tập các lớp sơ trung cấp. Từ năm 1999 đến nay, giáo hội đã mở được 100 lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản ở 10 tỉnh thành, đáp ứng nhu cầu tu học cho trên 25.000 tín đồ, thuyết giảng giáo lý trong và ngoài cơ sở thờ tự trên 5.000 lần với gần 1 triệu lượt người tham dự. Sử liệu Phật giáo Hòa Hảo cho biết, từ năm 1939 đến năm 1967, nhiều kinh giảng của Đức Giáo Chủ đã được tái bản hơn 200 lần, với tổng số bản in gần 1 triệu ấn phẩm. Sau 2 nhiệm kỳ hoạt động, kể từ năm 1999, Ban Công tác Đạo sự đã phát hành hàng trăm ngàn quyển sấm giảng, thi văn, giáo lý và tôn chỉ hành đạo. Hàng trăm ngàn chân dung Đức Quỳnh Giáo Chủ, 8 điều răn cấm và hàng chục ngàn các ấn phẩm khác. Tạp chí Hương Sen là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói chung của toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, được phát hành định kỳ. Hệ thống tổ chức của giáo hội ngày càng được củng cố, nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của đồng đạo. Hiện nay, trên 20 tỉnh, thành phố có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Năm 2009, tổ chức đạo đã có ở 15 tỉnh, thành với gần 320 ban trị sự xã, phường, thị trấn, trên 2.000 trị sự viên, chức việc hoạt động từ Phú Yên đến Cà Mau. 38 chùa đã được công nhận là cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo. Giáo hội đã từng bước xác lập mối quan hệ phối hợp với chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể và các tôn giáo bạn vì mục tiêu chung là cùng góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ban trị sự Trung ương chịu trách nhiệm trước toàn đạo về những hoạt động đạo sự đã được đại biểu Phật giáo Hòa Hảo toàn đạo tin giao. Ban thường trực Ban trị sự Trung ương thực hiện nhiệm vụ điều hành giữa hai kỳ họp của Ban trị sự Trung ương, đề xuất giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Ban trị sự hai cấp và sinh hoạt tôn giáo của tín đồ. Đại diện và trợ lý đạo sự tỉnh, thành phố đã từng bước xác lập vị trí, vai trò là cánh tay nối dài có hiệu quả cho Ban trị sự Trung ương. Thông qua các hoạt động từ cơ sở, thường trực Ban trị sự Trung ương lắng nghe và tập hợp ý kiến của tín đồ để đề ra chương trình hoạt động theo tôn chỉ giáo lý chân truyền của Đức Quỳnh Giáo Chủ, phù hợp với nguyện vọng chánh đáng của tín đồ và tuân thủ theo pháp luật nhà nước. 4 chương trình đạo sự là một thể thống nhất, mà trong đó hoạt động phổ truyền giáo lý là trọng tâm, từ thiện xã hội là hoạt động xương sống, tổ chức nhân sự là nòng cốt, giữ gìn sự trong sáng của nền đạo là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển nền đạo vị nhân sinh, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, phối hợp cùng nhà nước các cấp góp phần chăm lo cuộc sống vật chất lẫn tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công cuộc xiển dương chánh pháp ngày càng được lan rộng đến các vùng sâu, vùng xa và luôn được định hướng cho đồng đạo tu dưỡng giáo lý, giáo luật, đúng pháp luật nhà nước.
giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chân truyền, tránh sự biến tướng và vẫn giữ nguyên tắc khế cơ. Kết hợp với các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên sâu để phục vụ cho công tác phổ truyền, hoằng dương chánh pháp. Từ năm 1999 đến nay, trên cơ sở Nghị định 26 của Chính phủ trước đây và pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo hiện nay, các cái quy chế hiến chương và chương trình đạo sự Phật giáo Hòa Hảo đã được triển khai rộng rãi ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã từng bước kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực để xiển dương chánh pháp theo cái đường hướng là vì đạo pháp, vì dân tộc, đẩy mạnh các cái hoạt động từ thiện xã hội để đem lại phước lợi cho xã hội và nhân sinh, tích cực giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa và đẩy lùi dần các cái hiện tượng tiêu cực, biến tướng, đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo hội trong giai đoạn mới. Tiếp tục phổ truyền giáo lý, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức, tư tưởng, thái độ, hành vi, củng cố lòng tin của toàn đạo vào tiền đồ tươi sáng của đạo pháp và dân tộc. Trải qua 70 năm Phật giáo Hòa Hảo hình thành và phát triển, có thể khẳng định rằng xuất phát từ cái giáo pháp học Phật tu nhân, từ cái tôn chỉ hành đạo quy nguyên Phật pháp canh tân giáo điều, từ cái triết lý nhân sinh nhập thế hành đạo của Đức Tôn Sư vô vàn kính yêu, toàn đạo chúng ta đã và tới đây sẽ đoàn kết hơn nữa, sẽ cùng thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mỗi đồng đạo tự mình phát hiện đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, để Phật giáo Hòa Hảo mãi mãi luôn xứng đáng là một tổ chức tôn giáo nội sinh, một lực lượng xã hội văn hóa tâm linh góp phần lành mạnh hóa nhân tâm và sự tiến bộ xã hội, nhất là trong giai đoạn hội nhập đổi mới trên đất nước thân yêu của chúng ta hiện nay. Thành quả hoạt động đạo sự theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc của nhiệm kỳ 2004-2009 đã tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi cho hoạt động của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong nhiệm kỳ 3-2009-2014. Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo toàn đạo lần thứ 3, nhiệm kỳ 2009-2014 diễn ra trong bối cảnh toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang ra sức hành thiện, tu phước, lập công đức chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo, vừa góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam cường thạnh, hội nhập ngang tầm với khu vực và thế giới. Đại hội đã tổng kết việc thực hiện 4 chương trình đạo sự trọng tâm của nhiệm kỳ qua, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, tiêu chí hoạt động nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở những lời dạy của Đức Thầy, đoàn kết một lòng vì đạo pháp, vì dân tộc, tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực, ra sức quảng khai chánh pháp của Đức Thầy, góp phần vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu tín đồ toàn đạo lần thứ 3 đã được tổ chức thành công trọn vẹn. Đại hội đã bầu ra Ban trị sự Trung ương gồm 27 vị và ông Nguyễn Văn Tôn được bầu làm trưởng ban. Theo Phật giáo Hòa Hảo thì muốn đắc quả vị Phật thì phải đền xong nợ thế, mà căn bản là báo đáp tư ân. Như vậy, việc dấn thân vào cuộc đời với tâm nguyện trả nợ thế, mang lại cái phước lợi cho chúng sanh, đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không chỉ là làm tròn nhân đạo, mà đây là một Phật sự, một phép tu, đó là tu phước. Tu phước là để diệt lòng tham, là điều kiện để phát triển trí huệ. Hiện nay đất nước ta trong quá trình hội nhập với thế giới,
cơ hội và thách thức đan xen. Phật sự báo đáp tứ ân của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất nặng nề, bởi vì giáo lý dạy người tín đồ phải tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở và phải ráng làm cho nước nhà trở nên cường thịnh. Với tư cách là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được đồng đạo tín nhiệm vào trị sự dương trung ương và là đại biểu quốc hội, chúng tôi xin kiến nghị với bà con một số ý để chúng ta có thể hội nhập thành công. Một là bà con đồng đạo chúng ta cần phải tinh tấn tu hành theo giáo lý chân truyền của Phật giáo Hòa Hảo, tích cực giữ gìn những giá trị đạo lý truyền thống của dân tộc mình, của tôn giáo mình, nhất là tránh việc chạy theo đồng tiền bất cứ giá nào. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển đổi nhận thức trong cách nghĩ, cách làm, phải chủ động tiếp thu khoa học kỹ thuật trong sản xuất, trong kinh doanh, bỏ lối làm ăn nhỏ lẻ, rèn luyện kỷ luật lao động và tạo cho mình có một nghề và con em có mình có một nghề vững chắc. Thứ ba, hiện nay nhà nước đang có chương trình hướng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Bà con đồng đạo chúng ta hãy tích cực hưởng ứng để góp phần mình cho quê hương xứ sở. Tu tại gia và nhập thế tích cực vào cuộc sống xã hội là đặc trưng cơ bản của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thực hiện theo tôn ý của Đức Giáo Chủ: ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Hàng triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở đồng bằng sông Cửu Long và ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước có cùng nhân sinh quan, chọn việc học Phật tu nhân làm nguồn sống cho thế giới tâm linh. Không những tu tâm mà họ còn hành động, hành động tự nguyện bằng những việc làm cụ thể để báo đáp ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước quê hương, ân tam bảo Phật trời, ân đồng bào nhân loại. Học theo Phật là học có thiết từ bi của chư Phật dạy mình tu hành. Nếu có đạo nhân mình không tốt thì đạo Phật đâu có kết quả được. Bởi Thánh Hiền xưa có dạy, nếu có người muốn tu đạo Phật trước tiên là phải tu đạo nhân, tức là tiên tu nhân đạo, mà nhân đạo bất tu thì tiên đạo giáng hỷ. Thành ra cái đạo nhân con người nhất định là phải hành cái đạo nhân, là tu đạo nhân, rồi kế đó mới tới cái đạo Phật. Mà đạo Phật Đức Thầy chủ trương đây là gồm lấy tứ ân làm căn bản. Vì tứ ân nó gồm là: một là ân tổ tiên cha mẹ, hai là ân đất nước, ba là ân tam bảo, bốn là ân đồng bào nhân loại. Thành ra nó hợp với cái trình độ của nhân sanh trong thời kỳ này. Người tín đồ Hòa Hảo coi ngôi nhà của mình là ngôi thờ tự. Ý tưởng ngôi nhà thường được thiết kế trên nền hình vuông là biểu trưng của quan niệm tứ ân, biểu thị bản tính thẳng ngay của người Nam Bộ. Tu tại gia nên mái nhà được tạo dáng như mái chùa, thể hiện rõ nhất là hai dãy thông hành dọc theo vách nhà. Bàn thờ thông thiên cũng hình vuông, được xây trên một trụ cột, biểu tượng của chùa một cột, một hình thức nhớ về cội nguồn của người Hòa Hảo. Bàn thờ thông thiên là nơi vọng kết lòng người với Phật trời. Bàn thờ cửu quyền thất tổ đặt ngay gian chính. Phía sau bên trên là bàn thờ tam bảo, chỉ thờ một bức trần già, biểu thị của đức tin, sự thoát tục, sự hòa đồng và chia sẻ với muôn người. Nhân sinh quan của người cư sĩ tại gia coi việc báo đáp tứ ân là đạo trọng, hành đạo là hành thiện. Người tín đồ Hòa Hảo khi thấy một chiếc cầu hư, kẻ góp của, người góp công, làm nên một chiếc cầu bền chắc. Thấy một đoạn đường bị xoáy lở, gập ghềnh, họ cùng nhau tu sửa. Họ luôn tâm niệm trong tâm rằng, hưởng một tấc đất, ăn một cọng rau, phải có nghĩa vụ bảo vệ đất nước khi có kẻ xâm lăng, phải có bổn phận làm cho đất nước không còn cảnh đói nghèo. Mối quan hệ hữu cơ giữa công dân với đất nước vốn đã được Đức Huỳnh Giáo Chủ khẳng định: bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Lời khuyên đúng đắn ấy đã được nhiều thế hệ tín đồ thấm nhuần và không ngừng thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Muốn cho đất nước được vững mạnh mà dân ta được giàu thì phải sum họp đoàn kết với nhau, thương yêu nhau như con một cha, dìu dẫn với nhau để được tiến thân vào con đường đạo đức. Vì lý do đó mà hợp tình hợp lý với cái nguyện vọng, cho nên tụi tôi mới tích cực tham gia để đóng góp vào với nhà nước để mà phục vụ. Mặc dù là tụi tôi không có tài có sức để mà
gánh vác những cái việc nặng thì lo làm cái việc nhẹ để giúp cho xã hội, cho quê hương mình được cường thịnh. Đặc tính sáng tạo của người nông dân Nam Bộ hòa với phẩm hạnh thẳng ngay, cần cù của người cư sĩ canh điền đã đóng góp vào thành tựu nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, một thành tích khá lớn. Chỉ tính riêng tỉnh An Giang, bà con Hòa Hảo đã góp phần đưa sản lượng lương thực từ vài trăm ngàn tấn năm 1988 lên hơn 3 triệu tấn trong năm 2008. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Sa, trưởng khoa triết học, trường chính trị Tôn Đức Thắng, An Giang cho rằng tiềm lực kinh tế khoảng hơn 30% là do bà con tín đồ Hòa Hảo đóng góp cho xã hội. Vai trò của tín đồ Hòa Hảo trong vùng đạo gần như là bao trùm lên toàn xã hội, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội và tinh thần, góp phần quan trọng trong chiến lược an ninh lương thực cho xuất khẩu và an sinh xã hội. Cái điều mà tôi tâm đắc chính là cái tư tưởng giáo lý mà Phật giáo Hòa Hảo đã kế thừa một cách rất là xuất sắc, cái tinh thần của Phật giáo ở Ấn Độ. Và tôi nghĩ rằng khi mà kế thừa và cụ thể hóa được cái tinh thần đó ở Việt Nam thì nó mới làm rõ được cái đặc trưng của Phật giáo Việt Nam và đặc biệt là của Phật giáo Nam Bộ. Thế cái đặc trưng đó là gì? Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng cụ thể hóa nó ra trong cái giáo lý, đó là cái tinh thần tứ đại trọng ân. Tôi tâm đắc với cái điều này bởi vì tôi nghĩ rằng trong cái tứ đại trọng ân đó là cái điều mà bốn cái ân lớn mà một người tín đồ phải thực hiện. Và trong cái bốn ân lớn đó làm thế nào để giúp ích được cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho xã hội, thể hiện qua bốn cái ân: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại. Đó là bốn cái ân lớn mà tôi tâm đắc nhất trong cái việc cụ thể hóa của Phật giáo Hòa Hảo. Và cái điều thứ hai mà tôi tâm đắc nữa, đó là cái việc mà thể hiện cái tinh thần, cái giáo lý đó ra cái hành động cụ thể của mình. Và một trong những cái hành động cụ thể là làm thế nào mình hướng về tha nhân, đem lại những cái hoạt động ích lợi cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Đó là cái hoạt động từ thiện mà trong cái quá trình đi tìm hiểu, nghiên cứu ở đồng bằng sông Cửu Long thì tôi tâm đắc ở những cái hoạt động. Tôi nói ví dụ như những cái hình ảnh mà tôi thấy được, ví dụ như tôi thấy một chiếc tắc rán mà trong đó những người Hòa Hảo đã đóng góp tiền để mua và làm như là một cái hình thức cứu thương cho một vùng, một xã hoặc là một huyện, phục vụ cho những người bệnh nhân cấp thời trong cái điều kiện mà ban đêm hoặc là những cái vùng sâu, vùng xa. Đó là một cái điều mà tôi rất là cảm động. Và cái thứ hai nữa, trong cái hoạt động từ thiện xã hội mà tôi thấy được là những cái tổ cơm cháo ở các bệnh viện. Tôi cho đó là một cái hành động hết sức thiết thực, thể hiện cái tinh thần vô ngã vị tha của Phật giáo. Những cái tổ cơm cháo này không phải phục vụ một ngày, một buổi mà liên tục, thường xuyên, và chính từ những cái hoạt động đó thì nó làm cho cái hoạt động của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mang tính chất nhập thế, cụ thể, và từ đó tỏa sáng ra cái giáo lý mà đặc biệt độc đáo phát sinh ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều tín đồ Hòa Hảo đã dốc tâm, tận lực giúp đời. Họ không chỉ bỏ của hay góp công lao động, mà còn miệt mài trí huệ để đem lại ích lợi cho nhân sinh một cách hiệu quả. Nhiều điển hình tiên tiến không chỉ nêu tấm gương sáng cho toàn đạo, mà còn được cả xã hội vinh danh. Đó là thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy, người đã di dời hàng trăm ngôi nhà, hàng chục công trình văn hóa, kinh tế, nổi tiếng trong và ngoài nước. Là vua cầu treo Phạm Ngọc Quý đã trí huệ cùng đồng đạo xây lắp trên 100 cây cầu treo, trong đó có gần 100 cây cầu là làm từ thiện, trị giá hàng chục tỷ đồng. Sáng kiến của anh đã được nhà nước công nhận, đồng đạo học theo. Nhiều tín đồ khác như anh Võ Văn Úc đã gia công hơn 20 cây cầu treo khác cho các xã nghèo vùng sâu của An Giang. Còn nhiều, rất nhiều những gương điển hình khác trong khắp vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long và nhiều tỉnh thành khác. Họ đang âm thầm trí huệ làm ra của cải vật chất hoặc đem tài trí mình ra giúp ích cho đời bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đây là nông dân sản xuất giỏi Châu Thành Phú ở Tà Đảnh, Tri Tôn, An Giang. Anh đã có nhiều sáng kiến góp phần biến vùng tứ giác Long Xuyên phèn chua nước động thành vùng đất trù phú. Còn đây là ông Đặng Văn Nhẹ, tổ trưởng cưa xẻ gỗ từ thiện
ở xã Tân Quề, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, hay ông Năm Từ Thiện ở bệnh viện Tri Tôn, An Giang, vân vân. Báo đáp ân đất nước bằng những việc làm cụ thể như thế, người tín đồ Hòa Hảo đã gián tiếp thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Nghĩ là mình cũng gán làm cái đạo sự mà để giúp cho cái quê hương đất nước cho nó được là phát triển giao thông nông thôn. Thì đó thì cũng mình cũng góp cái phần để đền cái ơn đất nước. Người tín đồ Hòa Hảo có việc báo đáp ân đồng bào là một biểu hiện đạo lý truyền thống của cha ông. Học theo lời Phật dạy, tu theo đạo làm người ở thế gian và hành đạo tại thế gian. Bất cứ việc gì có ích cho đồng bào nhân loại là việc nên làm. Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy rằng, gặp cơn mưa ta hãy cho tơi, lúc nắng hạn từ bi giúp nón. Trăm người trăm cảnh khác nhau, bất cứ người nghèo khó ở đâu, dù trong đạo hay ngoài đạo, đều được bà con tín đồ tương thân tương ái, với tinh thần lá lành đùm lá rách. Trước thì trao con cá, khi có điều kiện thì trao tặng cần câu. Tình đồng bào sẽ chia làm ấm lòng những cảnh đời bất hạnh. Hàng trăm mô hình hoạt động từ thiện xã hội của bà con tín đồ đã đem lại lợi ích thiết thực cho nhân sinh, nhất là những bà con nghèo khó, hoạn nạn, đói cơm, rách áo. Hoạt động từ thiện xã hội là nét đặc trưng, là hoạt động xương sống của Phật giáo Hòa Hảo, sát hợp với giáo pháp, học Phật, tu nhân, tại gia cư sĩ của người tín đồ chân tu, tâm đạo. Mỗi nơi mỗi cách, tùy theo điều kiện cụ thể, bà con tín đồ đã thực hiện hàng trăm mô hình có hiệu quả, giúp cho bà con nghèo khó vượt qua khó khăn hoạn nạn, như cất nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, xây cầu nông thôn, hòm thí, xe đưa rước bệnh nhân cấp cứu từ tuyến dưới lên tuyến trên, hỗ trợ bệnh nhân mổ mắt, tặng quà đồng bào nghèo vui xuân, hỗ trợ gạo các tổ từ thiện nấu cơm, cháo, nước tại các bệnh viện trong khu vực, sưu tầm thuốc nam, chế biến dược thảo, tặng sách, vở học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ tài vật cho các hội khuyến học, cứu trợ hỏa hoạn, thiên tai. Chỉ tính riêng từ năm 2004 đến năm 2009, giá trị đóng góp của bà con tín đồ cho các chương trình từ thiện xã hội gần 170 tỷ đồng. Trong đó, sửa chữa cất mới 4.485 căn nhà tình thương, cất nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, dân tộc 1.055 căn, 64 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa xây mới 549 cây cầu các dạng, nâng cấp chống lầy, nhựa, bê tông hóa 486 km đường. Người tín đồ kéo Hòa Hảo luôn luôn thực hiện đúng theo lời dạy của Đức Giáo Chủ của mình, là gặp cái người nguy khó hoặc là trong cái cảnh quan hệ hàng ngày, trong quan hôn tang tế đều thực hiện rất tốt, cứu giúp người trong khi bị thiên tai lũ lụt, gặp người nghèo khổ không nâng niên tợ thì đứng ra các nhà tình thương tình nghĩa, nhằm mục đích thực hiện lời dạy của Đức Giáo Chủ là đem lại cái phước lợi cho chúng sinh. Mong muốn của Ban Trị sự Trung ương và Giáo Hòa Hảo thực hiện theo lời dạy của Đức Giáo Chủ của mình là hướng dẫn anh em tín đồ làm hết các việc từ thiện để cùng với cộng đồng xã hội xây dựng cái đất nước Việt Nam càng ngày càng ổn định hơn, cho bà con, cho người dân giảm bớt cái sự đói nghèo, tạo cái cuộc sống ổn định và cùng nhau vượt qua khó khăn để mà làm cho cái xã hội càng ngày càng giàu đẹp hơn lên. Có thể khẳng định rằng hoạt động từ thiện xã hội của toàn đạo Phật giáo Hòa Hảo luôn thể hiện tính tích cực nhân văn theo giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Hoạt động này trong thực tế đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho một bộ phận người dân có được căn nhà che mưa đỡ nắng, thiên tai hỏa hoạn được cứu giúp kịp thời. Ở đâu đâu trong từng xóm đạo Phật giáo Hòa Hảo, nếu tin ý, ta sẽ bắt gặp được hình ảnh người tín đồ âm thầm ngày qua ngày thực hiện các công việc từ thiện. Họ không kể lể, cũng không đòi hỏi được ai biết đến.
Những việc làm ấy là biểu hiện của ý thức việc cần phải làm, là một bổn phận phải thực hiện của những người đang tạm đủ no, giúp cho những người nghèo khó, của những người khá dư sẽ chia cho người bất hạnh còn đói cơm rách áo. Đó là việc làm xuất phát từ tấm lòng, từ cái chân tâm, không lệ thuộc vào vật chất hay phô trương hình thức bên ngoài. Nhiều việc làm tuy nhỏ, nhưng nghĩa đồng bào sâu nặng biết bao. Việc thực hành các cái tứ đại trọng ân theo sự hướng dẫn của Đức Huỳnh Phú Sổ, Phật giáo Hòa Hảo đã tạo ra một lối sống đạo mới, một phương châm hành đạo mới rất đặc sắc. Phật giáo Hòa Hảo đặc biệt chú trọng đến hoạt động từ thiện xã hội. Chúng tôi rất là cảm động khi thấy những bà con Phật giáo Hòa Hảo, những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chăm lo những người nghèo, những người bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện. Chúng tôi cũng rất ấn tượng khi thấy những con số trong 5 năm nhiệm kỳ đầu tiên của Phật giáo Hòa Hảo, từ năm 1999 đến năm 2004, trên 100 tỷ đồng giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã huy động trong các hoạt động từ thiện xã hội. Chúng tôi cũng rất là ấn tượng đến những vùng Hòa Hảo, nơi đó là những con đường, những cây cầu rất là đẹp đẽ trong cái giao thông nông thôn của vùng Phật giáo Hòa Hảo. Có thể nói Phật giáo Hòa Hảo hoạt động từ thiện là một khía cạnh đạo đức, một khía cạnh nhân bản. Trong trái tim của mỗi người con Hòa Hảo, hàng năm ở làng Hòa Hảo có hai đại lễ trọng đại là ngày khai sáng đạo 18 tháng 5 và ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ 25 tháng 11 âm lịch. Đây là dịp để bà con tín đồ hành hương về tổ đình, nơi đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ, và cũng là nơi ngài tế cáo đất trời, tiến hành một đại lễ tôn nghiêm, sáng khai nền đạo vào năm 1939. An Hòa Tự, ngôi tự viện trung tâm của Phật giáo Hòa Hảo. Đây là tâm điểm của các sinh hoạt tôn giáo, các đại lễ của đạo, và cũng là nơi đặt cơ quan trung ương của đạo. Hai lễ hội lớn nhất của đạo Phật giáo Hòa Hảo, và cũng là một trong những lễ hội lớn xét về quy mô trong phạm vi cả nước. Hàng nửa triệu người tín đồ từ khắp các tỉnh miền Nam đổ về đây tham dự, với không khí tưng bừng náo nhiệt của nhiều đoàn xe diễu hành, cộ đèn trên đường, của múa lân, triển lãm, của những trạm cơm chiêu đãi miễn phí cho khách thập phương, hòa cùng tiếng ngâm nga kinh thi, sấm giảng vang vang suốt cả ngày đêm. Diệt lòng tham vọng, diệt thân âm, trần tịnh độ giác thiền, trị dục. Đặc trưng nhất của lễ hội Phật giáo Hòa Hảo xưa nay là vấn đề quan tâm đến quý khách hành hương, mà thiết thực nhất là chăm sóc bữa ăn chay ngon miệng và các thức uống trà chanh đảm bảo vệ sinh cho tất cả những người dự lễ. Hàng 400.000 đến 500.000 lượt người mỗi ngày, bất kể ngày đêm. Để có lượng thực phẩm khổng lồ cung cấp cho lễ hội, hàng ngàn tín đồ là nông dân đã tự nguyện tiếp tế gạo, rau, củ, quả và tự nguyện phục vụ. Tuy là thức ăn chay nhưng được chế biến ngon miệng từ những sản vật được sản xuất tại địa phương. Điều đó cho thấy tinh thần đóng góp của đồng đạo trong việc phục vụ ăn uống cho khách hành hương về dự lễ hội to lớn và chu đáo đến mức nào. Thừa hưởng những tinh hoa của dân tộc, người Hòa Hảo đón nhận hương thơm của giáo lý chân truyền, quyết hành đạo theo đúng hiến chương của giáo hội. Sứ mạng thiêng liêng của tôn giáo, trách nhiệm của giáo hội và tất cả tín đồ còn phải tận tâm, tận lực, cố gắng hơn nữa để khang kiện hóa chính cơ thể mình và góp phần khang kiện hóa đạo đức xã hội. Theo ý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, nhân hư, đạo bất hư.
Hơn 2/3 thế kỷ xiển dương chánh pháp, giáo lý tu hiền, tốt đạo đẹp đời của Phật giáo Hòa Hảo được phổ truyền đến hàng triệu nhân sanh. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vững tin vào nền giáo pháp chân truyền của Đấng Bồ Tát, và họ đang hòa vào khí thế đổi thay của đất nước, xây dựng một Tổ quốc Việt Nam thanh bình và cường thịnh theo đúng tôn ý của Người. Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Ánh sáng chân lý đó đã bao năm soi tỏ lòng người. Giờ đây và mãi mãi, các thế hệ tín đồ Hòa Hảo quyết một lòng học Phật tu nhân, nêu cao truyền thống yêu nước, phát huy các giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, xây dựng nền đạo vì đạo pháp, vì dân tộc. Muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần.